Chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Mobile Channel. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một sản phẩm mới lạ hơn so với những video trước. Không phải là điện thoại, không phải là phụ kiện, nó chính là một cái sản phẩm cực kỳ có ích trong những căn nhà hiện đại hiện nay. Đó là chiếc máy lọc không khí. Dòng sản phẩm này là đến từ một thương hiệu cực kỳ quen thuộc, đó chính là Xiaomi. Chiếc máy của chúng ta đó chính là Xiaomi Purifier Third S, hoặc là anh em người đọc đỡ đau mồm hơn, đó là 3H. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh em sản phẩm, công dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm này. Đây anh em thấy đây chính là một sản phẩm máy mới nguyên siêu. Con này nó chính là phiên bản chính hãng, khác hẳn với những phiên bản nội địa giá rẻ trên thị trường. Con này nó chỉ chênh so với bản nội địa tầm khoảng 200.000 thôi. Anh em sẽ có bảo hành chính hãng của Xiaomi cho vòng 12 tháng. Đây anh em thấy nhá, vẫn còn nguyên siêu của Xiaomi. Và mình sẽ rạch. Mình rất thích những cảm giác khi mà bóc siêu những cái hàng mới, đặc biệt là đồ công nghệ anh em ạ. Đầu tiên ta thấy ngay đây là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng của nó, làm bằng rất nhiều cái thứ tiếng anh em nhé, bởi vì nó đây là cái phiên bản chính hãng. Đây, nhân vật chính của chúng ta. Đó, trong hộp chỉ có máy thôi, không có sạc cáp cũng như là tai nghe. Anh em thấy mình trêu đùa một chút thôi, chứ còn cái sản phẩm lọc khí thì chắc chắn là sẽ không có tai nghe rồi. Đây chính là chiếc Purifier 3H của chúng ta. 3H ở đây có nghĩa là quấn hoa hồng. Ôi giời ơi, cái này mình đùa thôi anh em nhé. Ở đây có nghĩa chính là thế hệ thứ 3. Và chữ 2H ở đây chính là thứ công suất cao anh nhé, trong tiếng Anh. Đây anh em thì nhìn thấy đây chính là một cái thiết kế của nó, là hình trụ trắng bằng nhựa cứng. Bên các cạnh bên của nó chính là các lỗ hút không khí. Và phía trên của nó chính là cái khi mà không khí qua lỗ lọc thì nó sẽ thoát ra. Đó, không khí nó sẽ thoát ra trên này, sẽ không có cái nút bấm gì cả. Ở trước chúng ta sẽ có một cái màn hình, đó chính là màn hình cảm ứng. Màn hình này vẫn còn nguyên siêu anh em nhé. Màn hình cảm ứng để anh em có thể là sau khi khởi động lên ấy, thì sẽ có bấm các tính năng bằng một phím bấm duy nhất như thế này. Đó. Thì mặt sau thì anh em thấy ngay đó chính là có một phím nguồn và phần lõi lọc để mình thay thế thì mình có thể là rất nhanh, rất đơn giản. Đó. Thay lõi lọc thì rất đơn giản, anh em kéo ra luôn. Đó. Đây, lõi lọc của chúng ta. Trong một cái lõi lọc này anh em có thể tầm khoảng 6 tháng cho đến 1 năm sẽ thay thế. Lõi lọc này nhìn rất đơn giản này thôi, trông rất giống cái kiểu tủ giác. Tủ giác trong này nó sẽ có 3 lớp. Lớp đầu tiên là lõi lọc thô. Thì lõi thứ hai nó sẽ là lọc bụi mịn. Bụi mịn đây có thể là từ kích cỡ từ 2,5 nanomet trở xuống. Và cái lớp cuối cùng chính là lớp than hoạt tính. Đây anh em thì thấy những bức ảnh ở trên này, đây là chính là một cái lõi lọc sau khi dùng khoảng 1 năm. Anh em thì nhìn này, trông rất kinh khủng. Nếu mà mình không sử dụng cái thiết bị này ở trong phòng thì liệu rằng cái phổi của mình phải hít bao nhiêu các cái chất độc hại cũng như là bụi mịn ở trong thành phố. Đầu tiên chúng ta phải khẳng định đây là chiếc máy giá rẻ nhất trong tầm giá mà có khả năng mà kết nối từ xa qua điện thoại. Ngay cả rất là sản phẩm khác đến từ các nhà các hãng khác thì sẽ không có tính năng là kết nối điều khiển từ xa như chiếc Xiaomi Purifier 3H này. Sau khi kết nối chiếc máy thì chúng ta sẽ có hai cách để bật máy. Thứ nhất là chúng ta có thể bật từ xa này, anh có thể bật máy từ xa. Đó, đây là tính năng cực kỳ hữu hiệu khi mà chúng ta ở xa, khi đi làm về một ngày làm việc về mệt mỏi mà muốn một chiếc máy trước khi mình về lọc sạch không khí trong phòng thì mình có thể dùng tính năng này. Anh em có thể dùng 4G cũng như là wifi kết nối mạng bình thường để bật chiếc máy lọc không khí này ở nhà. Đó, cách thứ hai thì chúng ta có thể là bấm nút phía sau máy, phía nút nguồn sau máy.
Sau khi chiếc máy bật lên thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị LCD ở trên này, hình tròn trên này. Ở đây sẽ là cái nút để chúng ta điều khiển các chức năng. Còn trên này là hiển thị các thông số. Thông số trên này thì đầu tiên số to nhất 85. 85 ở đây chính là sẽ đo về cái chất lượng không khí hiện tại ở trong phòng. Đó, chất lượng không khí hiện tại trong phòng là 81. Mức này là cũng khá là độc. Khi mà biển hiển thị màu xanh ấy, thì là chất lượng không khí là tốt hơn. Tiếp theo, ở phía dưới chúng ta sẽ nhìn biểu tượng 24 độ C. Thì đây chính là biểu tượng là nhiệt độ. Tiếp theo là 53%, đó chính là hiển thị, đó chính là cái độ ẩm không khí. Tiếp theo là phần là các thanh Wi-Fi. Wi-Fi như này là chiếc máy đã được kết nối Wi-Fi anh em nhé. Là chúng ta có thể điều khiển máy lọc không khí này từ xa được bằng Wi-Fi. Còn tiếp theo, biểu tượng tiếp theo chính là cái phần trái tim này. Đó chính là phần tính năng lọc hiện tại của trên chiếc máy. Tính năng lọc này chúng ta có thể thay đổi bằng cái phím chức năng ở đây. Tiếp theo sẽ là mình sẽ điều dẫn cho anh em cách để điều chỉnh chức năng cho chiếc máy này. Đầu tiên là chức năng thủ công, biểu tượng ở trái tim. Ở đây chúng ta có thể biết được là diện tích lọc thay đổi cái công suất từ 28 cho đến 48 m². Cái này là tùy theo diện tích vòng của mình bao nhiêu thì mình có thể điều chỉnh tiếp thanh như này. Đó. Mức thủ công này thì gần như là máy chạy với công suất cao nhất. Để mức công suất có thể là thấp hơn nữa thì anh em có thể chọn mức này 1 này, hoặc là 2, 3. Tùy theo là cái diện tích phòng. Đó, nếu mà anh không muốn thủ công thì mình có thể làm theo các mức của nhà xuất Xiaomi đã cài đặt trên này. Tiếp theo khi về ban đêm, hiện tại thì máy nó kêu rất to bởi vì mình đang để chế độ là lọc mạnh nhất. Nhưng khi mình để chế độ ban đêm thì máy sẽ cài đặt để chế độ là êm ru, thì nó sẽ làm cho cái giấc ngủ của mình nó êm ái hơn. Đó. Còn thêm một tính năng nữa, đó chính là phần tự động. Tự động này nó sẽ tự nhận biết được rằng là mức độ khí thải, mức độ ô nhiễm ở trong phòng mình bao nhiêu để nó tự điều khiển giữa các chế độ. Nghe nhé. Mở cắt vào đây. Xong rồi giới thiệu với em rất thích. Phía bên dưới này thì anh em sẽ thấy là có những tính năng như là nhận biết được tuổi thọ của bộ lọc. Như máy tính toán thì bộ lọc này với mức độ ô nhiễm này thì bộ lọc này phải tầm khoảng 146 ngày nữa phải thay. Tiếp theo là anh em có thể lên lịch bật nguồn, âm báo khi mà ô nhiễm cao hay thấp thì nó sẽ có phần âm báo đây. Đèn để điều chỉnh xem là cái màn hình LCD này sáng hơn hay là thấp hơn. Tiếp theo đó là một tính năng mình thấy rất hay nữa là khi mình lúc này. Đó, đầu tiên mình có thể thay đổi tên thiết bị này. Quản lý vị trí mà tính năng mình cảm giác là hay nhất này, nó là tính năng chia sẻ thiết bị. Ở đây thì chúng ta có thể là chia sẻ được cho nhiều người sử dụng. Ví dụ là bố, mẹ và con cái chia sẻ các thiết bị để khi mình ai cũng có thể mà sử dụng máy này, máy lọc không khí này bằng trên chính điện thoại cá nhân của mình. Đó đây chính là bài đánh giá của mình tổng quan về chiếc máy Purifer 3H. Liệu anh em cho mình một chia sẻ bình luận bên dưới xem là chiếc máy này có là best trong cái tầm giá tầm khoảng 3.3 triệu này không? Hãy cho mình một đánh giá bên dưới. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.